Hello các bạn, Ai Mì xin mến chào các bạn. Đây là bộ móng Ai Mì đã sơn xong nè, màu trắng nè, với cái màu hồng hồng này đã hơi khô rồi. Bây giờ Ai Mì sẽ dùng cái chai giả lai nha các bạn. Hiệu nào các bạn xài hiệu nào cũng được. Ai Mì sẽ giả 4 ngón màu đen này, 4 ngón màu trắng này, sorry các bạn. Bây giờ Ai Mì cô khách đã có cái màu của chai Mì nè. Bây giờ Ai Mì làm theo cái mẫu Ai Mì giả cho cô khách nha. Rồi bây giờ Ai Mì đi một cái lai màu đen ở trên đây, bắt thẳng xuống. Rồi sau đó là một cái lai màu đen ở đây, bắt thẳng xuống là hai cái nha. Rồi bây giờ một cái đây Ai Mì bắt ra nè. Rồi bây giờ hai cái đây bắt xuống. Rồi đây mình coi coi cái đó bắt xuống. Rồi bây giờ Ai Mì đã xong một nón này nha. Mẫu cách đưa sau Ai Mì vẽ vậy nha các bạn. Rồi bây giờ Ai Mì sẽ vẽ một cái lằn kim tuyến cho cô khách nè. Ai Mì sẽ lấy cọ giả lai luôn và cái màu kim tuyến này khách chọn ha, khách chọn nha. Ai Mì sẽ lấy cọ giả lai bỏ vô đây. Rồi kéo một lằn kim tuyến cũng hơi hầm hầm để làm giỡn ở đây nha các bạn. Lần kim tuyến nó hay bự một chút, nó cộm nó nổi lên theo cái mẫu của cô khách. Rồi lại mì đã xong một ngón. Bây giờ cái ngón này mình phải để cái phone qua đây vậy hả mì vậy. Rồi bây giờ cái ngón này thì em mì sẽ đi một cái lần ngay giữa đây, đi xuống màu đen thẳng xuống. Rồi một cái lần sát bên hông này, đây anh mình đi một lần xéo xuống đây. Rồi ở đây đi một lần xéo xuống là các bạn thấy không, mình phải vẽ theo mẫu của khách nha các bạn. Đó rồi anh mình đã xong ha. Bây giờ bên đây anh mình đi một cái lần cái đường kim tuyến ở đây nè. Cái mẫu là hồi nào cái đường kim tuyến nó cũng bự để nó nổi lên nha các bạn. Rồi là mình đã xong hai ngón. Bây giờ mì tới hai ngón bên đây nha. Mì bên đây nè các bạn thấy không, các bạn giữ tay cho nó chuẩn, mình kéo cái lằn xuống cho nó đẹp nha các bạn. Kim tuyến ngay giữa đây rất là đơn giản luôn các bạn. Rồi Ai Mì sẽ đi tới cái ngón này nha. Bạn thấy em cái lằn màu đen mình lấy vừa phải đây, đừng quá bự. Rồi ở trên đây đi một lần kéo xuống, đụng cái cạnh này. Rồi ở đây đi một lần kéo xuống đây. Rồi ở đây đi một lần kéo qua đây. Các bạn thấy rất là đơn giản. Nhưng mà những cái mẫu vẽ như vậy nè các bạn, mà được cái bộ móng dài thì nhìn nó rất là đẹp hơn bộ móng ngắn. Nhưng mà cái cô khách này móng ngắn yêu cầu mình vẽ thì mình cứ vẽ theo y như mẫu của khách yêu cầu thôi. Đó, các bạn thấy Ai Mì đi đường kim tuyến không? Rồi bây giờ Ai Mì đã vẽ xong đó các bạn. Bây giờ cái bước kế tiếp là mình sẽ cho hơi nè. Ai Mì sẽ cho hơi cho nó khô một tí xíu trước khi Ai Mì bỏ cái thớt treo lên nha các bạn. Rồi Ai Mì cho hơi luôn. Bây giờ Ai Mì cũng chia sẻ với các bạn, nhiều bạn cứ vô comment hỏi Ai Mì là vẽ cỡ vẽ lai loại nào. Các bạn thấy cái chai không như vậy nè, Ai Mì mua nó có cái cây cỡ vẽ lai sẵn rồi. Ai Mì đổ acetone vô đây, Ai Mì ngâm. Rồi Ai Mì lấy cái cỡ nhỏ này ra để mình bỏ vô tất cả những màu treo nào khách muốn vẽ đó.
Như cái màu kim tuyến hồi nãy thì em mì bỏ vô màu kim tuyến để em mì vẽ thôi. Còn những cái chai cọ vẽ like gì nè các bạn có thể mua Amazon hoặc là các bạn mua ở tiệm nail supply của người Việt ở đâu cũng được á. Nó có nhiều hiệu lắm, chừng 1 đồng một chai thôi. Mấy cái này em mì mua thì không có website nên em mì không có chia sẻ cái link cho các bạn được nha. Rồi bây giờ sau khi em mì cho hơi xong, cái bước cuối cùng thì em mì sẽ bỏ cái thớt khấu lên nha các bạn. Cái nước bấm keo á. Rồi bây giờ em mì bỏ cái nước bấm keo lên. Em mì cho hơi lại 60 giây là em mì đã hoàn thành xong 40 ngón vẽ like cho cô khách này ngày hôm nay nha các bạn. Bây giờ em mì xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mì để không bỏ lỡ những video mới của em mì nha các bạn. Em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.